Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình nấu canh cà rốt thịt bằm nè mọi người. Trước khi nước nó sôi, mọi người bỏ vô đây mình muối. Và nửa muỗng bột ngọt. Bột ngọt này nè nha mọi người, nửa muỗng. Bỏ thịt bằm cho mọi người cho nó sôi rồi hớt bỏ ha, bỏ cà rốt vô đó mọi người. Xong xong đó mọi người hớt bỏ lên lên bỏ mọi người. Có bỏ mình hớt lên tạm cho cái nước nó trong đó mọi người. Nấu theo cách của mình đó là nước nó rất là chậm, nó không có đục. Mình cứ đứng mình hút bọt. Sau đó mọi người để cà rốt vô. Cà rốt với củ cải trắng đó mọi người. Còn cái phần khoai tây nè, còn mọi người mới để sang, để vô trong cái mì nó ăn ngon, cho nó sôi một hồi mọi người mới để vô cái là gót chín này nó chậm rồi mọi người để vô khoai tây vô. Sau đó rồi xong mọi người bỏ khoai tây vô mọi người. Mình đem nếm, tao bỏ mình bỏ cho nó ăn thôi. Mọi người dặn chút xíu đường thôi. Ồ, canh xuất sắc luôn mọi người ơi. Ngon quá thì ngon luôn. Nước rất là ngọt luôn.